Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý đặt cách cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được phép quyết định các vấn đề về dự án đường sắt theo sự ủy quyền của Bộ. Cụ thể, trong cuộc làm việc giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Giao thông Vận tải về các dự án quan trọng giải quyết ách tắc giao thông của các cửa ngõ tại thành phố, Bộ Giao thông đã đồng ý đặt cách cho phép những gì thuộc về thẩm quyền của Bộ Giao thông mà thành phố phải trình thẩm định thì Bộ này ủy quyền quyết định cho thành phố. Mục tiêu là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai dự án đường sắt đô thị đầu tiên, hay còn gọi là tuyến metro số 1 từ Bến Thành đi Suối Tiên, và đang xúc tiến để triển khai tiếp các tuyến metro số 2 và số 5.